ta sẽ thi scooter, chướng ngại vật. Scooter là cái xe đẩy này nè. Đội nào đến đích và quay về lại nhanh hơn, ít lần chạm chướng ngại vật hơn thì được một điểm. Coi như là bây giờ chúng ta sẽ bắt cặp để thi. Phát ta là chắc bình thường hay chơi rất là nhiều với Duy Khương rồi đúng không? Ngày hôm nay em thi với anh. Oh, yeah, dạ ok ok anh. Dạ. Các Tường có muốn chơi với Migo không? Thi Thanh với lại Migo. Muốn thi với chị. Rồi chơi Migo. Rồi ok. Bây giờ xỉm thầm ai thi trước? 1, 2. Anh thi trước đi, tại em không có kinh nghiệm. Đó, anh thi đi rồi. Vô hiền quá vậy em. Anh lớn rồi. Anh bị đuổi rồi, em sắp bị đuổi rồi. Anh lớn. Bắt đầu. Quê, giỏi vậy. 1. Quê. Quê, 2 rồi. Về nữa hả? Ừ. 3. 4. Kết. Đổi gì cả vậy? Đếm liên tục luôn. Đây, sao đây? Rồi xong, bao nhiêu? 14 lần. Biến quá. Câu gì đây? Ê, ôi hay á, hay á. 1. Cái này là tại do xe nha. Dạ, dạ đúng rồi, ok ok, em công tâm lắm. 2, 3. Ôi, vậy Tường hay quá, nhắc rất là gan dạ. Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa. Ai trời ơi là chị à, gan dạ cái gì, mấy mũi có tiền á, kệ ba bốn năm sáu bảy rồi đó, cái mũi như chị quá. Thôi thôi tiếp nè, xe của bóp quá em sợ chứ, tán cái cây vô mặt em quá. Giỏi rồi cười. Ê vẫn thắng. Đi đi cưng. Chắc em 74 lần luôn quá. Đẻ đi, đẻ đi cho vui em. Thật là okay. Chuyện rất là duyên dáng. Ok chị. Ok, 1, 2, 3, bắt đầu đi em. Cửa lên cưng. Từ từ nha, từ từ. Từ từ nha, từ từ nha. Ok. Đẻ đi, đẻ đi. Ôi. từ ok. Em nghĩ vậy chiến thắng hả? Tuyệt vời. Khó quá. Nghĩ là tôi dở rồi đó. Cái này dễ sắc mặt lắm luôn á. Đẩy một phát. 1. Thấy chưa? Vậy. Từ 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 từ. Từ trên. Trời ơi má ơi, té sợ té quá hả? Dịnh răng sứ là trên. Đâu có trồng răng sứ. Khép cánh mũi là trên. Em giữ mà không có một cái đà đẩy nào hết vậy. Sợ quá hả? Thì có cuộc đời đó. Giận nhất là chơi với anh Trinh, nó nhát gan lắm. Nhỏ này vui lắm. Nhỏ này nó không hợp tác. Vui lắm. Nè coi nè, coi người đẹp lái máy bay nè. Wow. Cái gì vậy? Nhiều mới. Chiến thuật mới không đụng chân. Thông minh, rất thông minh, không đụng chân. Trời đất ơi. Rồi tao coi mày bẻ lái sao nha. Ok. Đụng vô cái này cũng vậy. Đụng vô cái này cũng vậy. Đánh đi, đánh đi. Đi đi, cái này có cái đi coi rồi. Ừ, hay quá. Rồi đó. Hay quá. Cái này nó có cái đi coi nè. Hay quá Thanh ơi, mày tư duy hơn Lan Chinh rồi đó. Hay quá chứ anh Thanh ơi. Hơi bị gồng chân. Yeah. Yeah. Tí nữa em để đầu xuống luôn đi. Để đầu xuống bánh xe hả chị? Ừ. Hay quá Thanh ơi. Hơi mệt nè. Đây là lúc tôi thể hiện. Đúng rồi. Bây giờ mày bao nhiêu lần mày cũng ăn lăng chinh hết á. Ủa anh cầm giùm em đi, em bắt trước chị Sĩ Thanh thôi được á. Trời ơi, nói người ta mệt rồi tôi bắt trước làm gì. Bắt trước hồi gãy xe tao thi không được đó nha. Ừ em lái bằng chân luôn, em gác chân lên coi được không. Sao mà làm được cái điều đó má ơi. Anh đẩy qua cho mẹ em đi anh. Cũng lạ lạ
Rồi đi. Rồi bây giờ đi sao nè? Nghĩ gì vậy ăn của ngoại? Ê anh đẩy lượng xích lên đi. Em nhìn mặt nó đang cái người em nó xích lên. Nhộng. Một lần, hai lần rồi gặp. Hai lần rồi gặp. Hai lần rồi gặp. Chưa có xích lên. Chưa giờ. Em ngồi cho bánh xe. Rồi ok được không? Thôi bỏ đi. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ là đua xe công thức 1. Phân chia thi theo cặp, mỗi lượt thi một vòng đua. Mỗi lần thắng được một điểm. Trong 6 người, người có thành tích tốt nhất về đích trong thời gian ngắn nhất sẽ được thưởng thêm một điểm. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt cặp để thi đấu. Thôi để em thi với... Em thấy chị giỡn chứ gì? Em đấu không lại, ạ. À? Em muốn sao? Em muốn thi với chị. Chị chấp em. Ok. Tôi thi chị Thanh. Không, bình thường mấy cái bé mà phất cờ sexy lắm cưng. Một vòng nữa hả? Nhẹ nhàng vậy đó. Đó, kìa nó lao không được rồi kìa. 47 cơ lên bên giờ. Qua luôn. Ê, 2 phút 40 giây. Mà bo xong rồi có thả ra đó. Hết rồi. Yeah. 57 giây 49 sao. Vòng thứ hai là 54 giây 93 sao. Vậy tổng cộng là gần 2 phút. Vòng 1, 1 phút 38 giây. Vòng 2, 1 phút 03 giây có sự cải thiện. Tổng lại là 1 phút rưỡi. Xe số 10 đã chiến thắng. Chúc các bạn thành công. Đây sẽ là Phát à. Để anh dặn dò em trước một điều thế này. Em đang thi đua với một người phụ nữ. Nếu như em thua em nhục lắm. Thiệt. Ê chị nói thiệt á, mình đừng có cành cựa nhau, nguy hiểm lắm. Đừng nhắm hoa đi. Dâm mình tránh xa ta nha. Rồi chưa? Lấy đi ra nha, chị thường em tránh và cắn. Lady and gentlemen, và bây giờ vòng đua thứ hai là vòng đua của cặp tuyển thủ quốc gia Ấn Độ và Malaysia. Được phép bắt đầu. Nhìn là biết tay lái nghề rồi đấy. Tháng 9 là có đi học bằng lái xe mà. Ghê không? Ghê quá. Mẹ ơi. Lùi ra sao? Trời đất ơi. Cái này xe này không có lùi được, nghẹo phổi vậy đó. Nó tệ quá. Chạy đâu mà vậy? Vậy tôi đâu cần thi chi nữa. Chắc rồi. Yeah!
ai chỉ tôi hết. Nhục nhã ê chê. Ê thiệt là tệ luôn, chị thất vọng về đội của anh quá mà. Không sao, về còn nhiều vòng. Cố lên. Thần quá rồi. Đây. Ladies and gentlemen, vòng thi lấy lại danh dự ha chị Tưởng. 1, 2, 3. Bỏ ra, bỏ Duyên Thắng ra. Cương nó sợ rồi, Cương nó sợ. Nó làm sao mà nó đấu lại chị Tường. Nó sợ cái khúc cua là cái khúc ăn tiền đó. Nó không có dám đạp, nó không dám đạp. Khúc cua là khúc ăn tiền đó. Đạp tới tấp đi, có té đâu. Không té nổi, xe nặng lắm. Và nhưng mà quẹo ăn lắm nha. Cái bẻ nó rất là ăn luôn. Tại vì khi mà nó đi theo cái cua đã. Ờ, cái bẻ gấp vậy mà nó không ăn, chứ tưởng tôi đi luôn. Nhóng thắng lên Cương. Ê, lên. Cương, bỏ chơi. Cương, bỏ chơi. Cương, bỏ chơi. Không sao, không sao, Cương, chạy tiếp. Tiếp một vòng nữa. Thôi, Lan Trinh là nhất bản chắc rồi. Ôi, nãy sao chị chơi dở lắm mà. Sao bây giờ chị chơi hay vậy? Trời sao? Rồi, lần người ta ẩn thân với ông. Trời ơi, chị Tường của tôi ung dung đi về. Ung dung luôn, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng từ từ thôi. Hay quá. Tôi không ngờ một anh trai của tôi, một người đã dùng cái cơ mông để mà thuyết phục tôi về đội mà lại thua một cách nhục nhã ê chề. Cuối cùng cũng không về được cái đích mà bỏ cuộc nữa chừng. Anh nghĩ sao vậy anh? Thật ra là em thấy em có một cái thuyết âm mưu không hề nhẹ ở đây. Có nghĩa là chị Miko Lan Trinh là dòng chức chơi rất là dở, dở nhất luôn, mà bây giờ chạy là đỉnh nhất luôn nè. Có nghĩa là nãy em chọn chị là do chị chơi dở, cho nên em mới đấu lại chị. Bây em giờ chị chơi rồi, ghê vậy. Em chỉ nhìn vô một cái yếu, mà chị yếu thì rất là ít.